Hello cả nhà. Hôm nay là ngày mùng 6 Tết nha cả nhà. Thì shop em chuẩn bị khai trương, thì cũng đón lộc đầu năm luôn. Có một ông khách, ông anh ở Bình Phước xuống nha cả nhà, từ Bình Phước xuống để lụm một con máy siêu phẩm là con Twin nè, SW 8000 HG về Bình Phước chiến đấu nha cả nhà. Thì nói chung những dòng Twin này là thuộc là dàn hàng cao cấp rồi, hàng made in Japan á, nó chỉ thua thằng Tela thôi đó. Thì ngoài cái con Twin thì khách vẫn ủng hộ em thêm một cuộn dây nè, Bulava King, hàng của Nhật ha. Cuộn dây là cuộn dây màu trắng, size là size 57 thôi cả nhà, tải 21kg, màu trắng, size 57 21kg. Và thêm một hộp gamma Tesu, chơi nguyên combo khủng nha. Size này size 20 nha cả nhà. Gamma này hiện tại em bán ra một hộp là giá là 1.250.000, 1.250.000 một hộp. Một hộp nó có 20 bịch, một bịch nó có 9 lưỡi, là tổng hết là 180 lưỡi, 180 lưỡi. Còn cái cuộn Bulava King này là 600m nha cả nhà, 600m. Khách đang test máy nghe rất là đã luôn đó. Này anh khách cũng muốn lấy lộc đầu năm của shop rồi về khai xuân luôn cả nhà. Mời quýnh khai xuân luôn. Quá tê. Quá tê tái luôn. Tiếng anh thua vì teo la. Thì Twin này nó chỉ thua teo la thôi, trong những anh em của Shimano á. Khách thì vẫn, anh khách này có một cái đặc điểm là quay giống em nè cả nhà, quay bên phải. Này bên phải chứ không này bên trái. Đó thì cũng sẵn tiện review dạng như khoe hàng với cả nhà mình ha. Nay là ngày mùng 6 Tết thì shop em cũng, hôm nay là ngày cũng khai trương của shop á. Thì lọc tới luôn, anh khách từ Bình Phước xuống ủng hộ một con Twin. Rồi cả nhà mình muốn đặt hàng gì thì cứ liên hệ sớm giùm em nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn.